Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Hôm nay em sẽ nướng bánh này. Mà em không có biết nhồi bột của bánh này nên em mua cái bột sẵn của nó. Nhưng mà cô chú anh chị thấy nè, em mua bột sẵn mà em nướng cũng không nên thăng nữa, em nướng tới vàng khè luôn. Thì bây giờ em sẽ đi nhồi bột nè. Cái bịch bột này thì nó dặn mình là trộn thêm là 110 là bơ, 110 gram bơ với một cái trứng. Nhưng mà em trộn thêm nửa cái trứng nữa, chắc là em nghĩ em trộn thêm nửa cái trứng nữa là nó nhão cái bột quá, chứ hôm bữa đó anh Doan ảnh làm ngon lắm đó, đơn giản lắm. Thì mình trộn trứng với bột vô xong bắt đầu mình mới nặn ra nè, nặn ra thành thành một miếng 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 á cô chú anh chị đó. Em nặn nặn nặn, em vít từng cục sẵn nè, rồi bắt đầu hình tán ra. Bây giờ em tán ra cho nó thành một cái hình dạng của một cái bánh. Nè cô chú anh chị nhìn nè. Cái lúc em tán ra thì em thấy nó nhỏ nhỏ đúng không? Nó vừa 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 em cũng có chừa cái khoảng trống để một hồi cho nó bánh nó nở ra vậy. Mà sao mà một hồi á nó gì kỳ lắm. Thì bây giờ cái bánh em tán cũng xong rồi nè. Em đi đem em nướng nó. Em nướng 170 độ. Mà em nướng 11 phút. Em dặn như vậy thôi chứ em nướng có 11 phút mà thì bánh của em chín rồi nè. Em sẽ dở lò ra em coi rồi em để ở trong trong lò cho nó nguội luôn. Đó, bánh của em nó nguội rồi em mới đem ra nè. Trời ơi, mình nướng làm sao mà nó vàng tươi luôn rồi. Mắc cười. Cái này là dồn khấu luôn rồi đó. Đó. Mà không biết sao bữa nay nó nở dữ vậy ta. Mỗi lần mình có nướng bánh này một không có mua một lần rồi. Ngon lắm. Thơm. Nó giòn ở chỗ cái chỗ dìa cái ghẹ. Bánh của em xong rồi đó cô chú anh chị. Thì bây giờ em cắt ra rồi bắt đầu em mới đem để cho nó vô trong cái keo rồi để dành ăn. Em xin cảm ơn cô chú anh chị và đại gia đình đã xem hết video của em nha. Bye bye.